Tại chương trình có trên 100 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên tham gia trình diễn phục dựng. Nhạc ngũ âm, tiếng Khmer gọi là pinpiet, đã có từ rất lâu đời, được chế tác từ 5 loại chất liệu: gỗ, sắt, đồng, da và hơi. Ngoài phục vụ trong các lễ nghi tôn giáo, các dịp lễ hội truyền thống, dàn nhạc còn được đồng bào Khmer sử dụng phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật biểu diễn như nghệ thuật múa cổ điển và cả nghệ thuật múa dân gian sinh hoạt cộng đồng. Còn múa rằm vòng, tức là múa nối đuôi nhau thành một vòng tròn nhằm hân hoan chào đón, chúc cho nhau được vui tươi, an lành, hạnh phúc. Phục dựng nghệ thuật trình diễn dân gian, nhạc ngũ âm và múa rằm vòng của người Khmer tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là một trong những hình thức giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và góp phần phát triển du lịch tại địa phương.